Trước tiên họ phải tu học tùy niệm về Phật, kế đến phải tu học tùy niệm về Pháp, kế đó phải tu học tùy niệm về Tăng, kế đó phải tu học tùy niệm về giới, kế đó phải tu học tùy niệm về xả, cuối cùng phải tu học tùy niệm về thiên. Thiện hiện Đại Bồ Tát tu học tùy niệm về Phật như thế nào? Đó là lúc tu học tùy niệm về Phật, Đại Bồ Tát không được dùng sắc để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng thọ tưởng hành thức tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức đều không tự tánh, pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm không tư duy, đó là tùy niệm về Phật. Lại nữa thiện hiện, lúc tu học tùy niệm về Phật, các Đại Bồ Tát không nên dùng 32 tướng tốt để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng thân màu vàng kim, thường phát ánh sáng rộng một tầm và 80 vẻ đẹp để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì tướng tốt và sắc thân có ánh sáng vàng kim đều không tự tánh, pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm không tư duy, đó là tùy niệm về Phật. Lại nữa thiện hiện, lúc tu học tùy niệm về Phật, các Đại Bồ Tát không nên dùng giới uẩn để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các uẩn này đều không tự tánh, nếu pháp không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm không tư duy, đó là tùy niệm về Phật. Lại nữa thiện hiện, lúc tu học tùy niệm về Phật, các Đại Bồ Tát không nên dùng 5 loại mắt, 6 phép thần thông tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều không tự tánh, nếu pháp không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về Phật. Lại nữa thiện hiện, lúc tu học tùy niệm về Phật, các Đại Bồ Tát không nên dùng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô số Phật pháp khác để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều không tự tánh, pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm không tư duy thì đó là tùy niệm về Phật. Lại nữa thiện hiện, lúc tu học tùy niệm về Phật, các Đại Bồ Tát không nên dùng pháp duyên tánh để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác, không nên dùng pháp duyên khởi để tư duy về Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì duyên tánh, duyên khởi đều không tự tánh, pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm không tư duy thì đó là tùy niệm về Phật. Thiện hiện lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, các Đại Bồ Tát phải tu học tùy niệm về Phật như vậy. Nếu tu học tùy niệm về Phật như vậy thì đó là tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành. Đại Bồ Tát nào có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành, liền có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể viên mãn tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng có thể viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng có thể viên mãn nội không cho đến vô tính tự tính không, cũng có thể viên mãn chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể viên mãn thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể viên mãn pháp giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng có thể viên mãn các địa Bồ Tát, cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng có thể viên mãn 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng có thể viên mãn 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng.
cũng có thể viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhờ đó họ chứng đắc trí nhất thiết trí, thiện hiện nhờ sức phương tiện lấy tất cả pháp vô tánh làm tánh, nên đại Bồ Tát này biết tất cả pháp đều không tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không không tưởng. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm về Phật như vậy, nghĩa là trong tánh vô tánh của tất cả các pháp, Phật còn không thể đắc, huống là có tùy niệm về Phật. Thiện hiện đại Bồ Tát phải tu hành pháp tùy niệm như thế nào? Đó là lúc tu học tùy niệm về pháp, các đại Bồ Tát không nên tư duy về pháp lành, pháp ác, không nên tư duy về pháp hữu ký, pháp vô ký, không nên tư duy về pháp thế gian, pháp xuất thế gian, không nên tư duy về pháp có mê đắm và pháp không mê đắm, không nên tư duy về pháp hữu chánh và pháp vô chánh, không nên tư duy về pháp thánh và pháp phi thánh, không nên tư duy về pháp hữu lậu và pháp vô lậu, không nên tư duy về pháp đọa ba cõi và pháp không đọa ba cõi, không nên tư duy pháp thuộc cảnh giới hữu vi và pháp thuộc cảnh giới vô vi. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều không tự tánh. Pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về pháp. Thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm về pháp như vậy. Nếu tu học tùy niệm về pháp như vậy thì đó là tạo nghiệp tuần tự, tu học tuần tự, thực hành tuần tự. Đại Bồ Tát nào có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, và nhờ đó vị ấy chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nhờ sức phương tiện dùng tất cả pháp vô tánh làm tánh, nên đại Bồ Tát này giác ngộ tất cả pháp đều không tự tánh, ở trong đó không có tưởng cũng không phải không có tưởng. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm về pháp như vậy, nghĩa là trong tánh vô tánh của tất cả các pháp, pháp còn bất khả đắc, huống là có tùy niệm về pháp. Thiện hiện đại Bồ Tát phải tu học tùy niệm về tăng như thế nào? Đó là lúc tu học tùy niệm về tăng, đại Bồ Tát này nên nghĩ chúng đệ tử Phật đầy đủ giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, thanh tịnh, bốn đôi tám vị hữu tình, tất cả đều là biểu hiện của vô vi, đều lấy vô tánh làm tự tánh. Vì lý do này không thể tư duy. Vì sao? Vì thiện sĩ như vậy đều không tự tánh. Nếu là pháp không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về tăng. Thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên tu tập tùy niệm về tăng như vậy. Nếu tu học tùy niệm về tăng như vậy thì đó là tạo nghiệp tuần tự, tu học tuần tự, thực hành tuần tự. Đại Bồ Tát nào có thể tạo nghiệp tuần tự như vậy, tuần tự tu học, tuần tự thực hành thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, và nhờ đó vị ấy chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nhờ sức phương tiện dùng tất cả pháp vô tánh làm tánh, nên đại Bồ Tát này giác ngộ tất cả pháp đều không tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không phải vô tưởng. Thiện hiện các đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm về tăng như vậy, nghĩa là trong tánh vô tánh của tất cả các pháp, tăng còn bất khả đắc, huống là có tùy niệm về tăng. Thiện hiện đại Bồ Tát tu học tùy niệm về giới như thế nào? Đó là từ lúc mới phát tâm tu học tùy niệm về giới, đại Bồ Tát này phải niệm thánh giới không khuyết không gì, không tỉ vết, không vấy bẩn, không bám víu vật gì, đáng nhận cúng dường, được người trí ca ngợi, khéo léo thọ trì, khéo léo hoàn tất, thuận theo thắng định, tư duy giới này lấy vô tánh làm tánh, vì lý do đó không thể tư duy. Vì sao? Thánh giới như vậy hoàn toàn không tự tánh. Nếu là pháp không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về giới.
thiện hiện. Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa, các đại bồ tát phải tu học tùy niệm về giới như vậy. Nếu tu học tùy niệm về giới như vậy thì đó là tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành. Đại bồ tát nào tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành như vậy thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, và nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nhờ vào sức phương tiện dùng tất cả pháp vô tánh làm tánh, nên đại bồ tát này giác ngộ tất cả pháp đều không tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không có vô tưởng. Thiện hiện các đại bồ tát phải tu học tùy niệm về giới như vậy, nghĩa là trong tánh vô tánh của tất cả các pháp, giới còn bất khả đắc thì làm sao có tùy niệm về giới. Thiện hiện đại bồ tát tu học tùy niệm về xả như thế nào? Đó là từ lúc mới phát tâm tu học tùy niệm về xả, đại bồ tát này phải thường niệm xả, hoặc nghĩ tự buông xả, hoặc nghĩ việc buông xả của người khác, hoặc nghĩ xả bỏ của cải, hoặc nghĩ buông xả pháp. Đối với việc xả thí quyết không sanh tâm, ta có thể xả thí hoặc không xả thí. Nếu xả bỏ các bộ phận của thân thì cũng không sanh tâm, ta có thể xả thí hoặc không xả thí, cũng không tư duy về nơi xả, nơi cho, phước bố thí và quả báo của việc bố thí. Vì sao? Vì các pháp như vậy đều không tự tánh, pháp nào không tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về xả. Thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát nên tu học tùy niệm về xả như vậy. Nếu tu học tùy niệm về xả như vậy thì đó là tạo nghiệp tuần tự, tuần tự tu học, tuần tự thực hành. Đại bồ tát nào có thể tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, và nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nhờ sức phương tiện dùng tánh vô tánh của tất cả pháp làm tánh, đại bồ tát ấy giác ngộ tất cả pháp đều không tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không có vô tưởng. Thiện hiện các đại bồ tát nên tu học tùy niệm về xả như vậy, nghĩa là trong tất cả pháp vô tánh xả còn bất khả đắc thì làm sao có tùy niệm về xả. Thiện hiện đại bồ tát tu học tùy niệm về thiên như thế nào? Đó là từ lúc mới phát tâm tu học tùy niệm về thiên, đại bồ tát này phải nghĩ nhờ có tín giới văn xả huệ trong sạch lên chư thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương cho đến chư thiên trời tha hóa tự tại, từ cõi này qua đời sanh về cõi trời ấy. Nay ta cũng có tín giới văn xả huệ trong sạch tương tự như công đức các vị trời ấy. Vị ấy lại nên nghĩ, những người chứng quả dự lưu sanh sáu cõi trời dục giới, những người chứng quả bất hoàn sanh ở hai cảnh giới cao hơn, tất cả pháp như vậy đều không thể nắm bắt và không thể tư duy. Vì sao? Vì chư thiên này đều không có tự tánh, pháp nào không có tự tánh thì không thể niệm, không thể tư duy. Vì sao? Vì nếu không niệm, không tư duy thì đó là tùy niệm về thiên. Thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát phải tu học tùy niệm về thiên như vậy. Nếu tu học tùy niệm về thiên như vậy thì đó là tạo nghiệp tuần tự tu học, tuần tự thực hành. Đại bồ tát nào có thể tạo nghiệp tuần tự tu học, tuần tự thực hành thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, và nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện hiện nhờ sức phương tiện dùng tất cả pháp vô tánh làm tánh, đại bồ tát này giác ngộ tất cả pháp đều không tự tánh, trong đó không có tưởng cũng không có vô tưởng. Thiện hiện các đại bồ tát nên tu học tùy niệm về thiên này, nghĩa là trong tánh vô tánh của tất cả pháp thiên còn bất khả đắc thì làm sao có tùy niệm về thiên. Lại nữa, thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu muốn viên mãn việc tuần tự tạo nghiệp, tuần tự tu học, tuần tự thực hành, các đại bồ tát phải dùng tất cả pháp vô tánh làm tánh, và do sức phương tiện nên phải học nội không cho đến vô tính tự tính không, phải học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, phải học thánh đế khổ tập diệt đạo,
phải học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, phải học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Phải học tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, phải học pháp giải thoát không vô tướng vô nguyện, phải học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, phải học đại bồ tát địa, phải học tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, phải học năm loại mắt, sáu phép thần thông, phải học 10 lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, phải học pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, phải học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện, lúc tu học đạo Bồ Đề, đại Bồ Tát này giác ngộ tất cả pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh. Ở trong đó, còn không có một thoáng niệm có thể đắc, huống là có niệm sắc thọ tưởng hành thức, huống là có niệm nhãn xứ cho đến ý xứ, huống là có niệm sắc xứ cho đến pháp xứ, huống là có niệm nhãn giới cho đến ý giới, huống là có niệm sắc giới cho đến pháp giới, huống là có niệm nhãn thức giới cho đến ý thức giới, huống là có niệm nhãn xúc cho đến ý xúc, huống là có niệm các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, huống là có niệm địa giới cho đến thức giới, huống là có niệm nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, huống là có niệm vô minh cho đến lão tử, huống là có niệm bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, huống là có niệm nội không cho đến vô tính tự tính không, huống là có niệm chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, huống là có niệm thánh đế khổ tập diệt đạo, huống là có niệm bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, huống là có niệm bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, huống là có niệm tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, huống là có niệm pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, huống là có niệm tịnh quán địa cho đến như lai địa, huống là có niệm cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, huống là có niệm tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, huống là có niệm năm loại mắt, sáu phép thần thông, huống là có niệm 10 lực như lai cho đến 18 pháp phật bất cộng, huống là có niệm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, huống là có niệm pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, huống là có niệm trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, huống là có niệm quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, huống là có niệm tất cả các hạnh của đại bồ tát, huống là có niệm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật, huống là có niệm trí nhất thiết trí. Thiện hiện, các niệm và pháp được niệm này nếu thật có chút ít thì thật là vô lý. Như vậy, thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy các đại bồ tát tạo nghiệp tuần tự tu học, tuần tự thực hành, nhưng ở trong đó, tâm hoàn toàn không lay chuyển vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Cụ thọ thiện hiện thưa, Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không tự tánh, thì phải không có sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không có trí nhất thiết trí, thì phải không có Phật Pháp Tăng, Bảo, Đạo, Quả, Nhiễm Tịnh, cũng không có, không hiện quán, thì tất cả Pháp đều phải là không. Phật bảo thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ở trong tánh vô tánh của tất cả các Pháp có tánh, vô tánh là có thể đắc không? Thiện hiện đáp, không, thưa Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, nếu trong tánh vô tánh của tất cả các pháp có tánh, vô tánh đều không thể đắc, thì nay vì sao ông có thể nói nếu tất cả pháp đều không tự tánh, thì phải không có sắc thọ tưởng hành thức, cho đến phải không chứng đắc và hiện quán thì tất cả pháp đều phải là không? Thiện hiện thưa, còn không có nghi ngờ ý nghĩa này, chỉ vì lo tương lai, có bí xô hoặc cầu thanh văn hoặc cầu độc giác hoặc cầu Phật quả, họ nghĩ nếu tất cả pháp đều không tự tánh thì ai nhiễm ai tịnh, ai trói ai mở, do không hiểu biết đối với nghĩa nhiễm tịnh trói mở, nên họ hủy giới, hủy kiến, hủy oai nghi, hủy tịnh mạng. Do đó họ sẽ đọa trong ba đường ác, chịu các nỗi khổ dữ dội khó được giải thoát. Còn quán thấy đời vị lai sẽ có những việc đáng sợ như vậy, cho nên nói thế, chứ thật sự con không nghi ngờ việc ấy. Phật bảo thiện hiện,
Lành thay, lành thay, này ông có thể vì các tỳ kheo đời vị lai hỏi như vậy, nhưng trong tánh vô tánh của tất cả các pháp, hoặc có hoặc không đều bất khả đắc.